đệ tử của ta là nữ đế chuyển sinh tập 15. ở tập trước an miêu lăng đã bị cung chủ thánh ma cung lừa rơi vào bẫy để chiếm đoạt thân thể nhưng với kinh nghiệm hai kiếp người miêu lăng đã sớm nhận ra và cho thánh ma cung chủ một cú lừa ta nghe nói tuyệt tình nữ đế đã biến mất xem dáng vẻ của ngươi chắc hẳn là chuyển thế đúng không mục dĩ tuyết thăm dò hỏi tuy rằng nàng khẳng định an miêu lăng chỉ là nếp bàn cảnh tầng thứ ba nhưng nàng vẫn có chút lo lắng dù sao danh hiệu tuyệt tình nữ đế quá vang dội an miêu lăng nhàn nhạt cười một tiếng ngươi thử xem sẽ biết mục dĩ tuyết sắc mặt không ngừng thay đổi nhưng cuối cùng dục vọng đánh bại lý trí nàng muốn báo thù cũng muốn đoạt đi thân thể an miêu lăng chỉ cần có được cơ thể của an miêu lăng thì sẽ tương đương lấy được thánh quả không bao lâu nữa nàng có thể trở lại thánh vực tương lai đột phá đến tiên đế cũng không phải là không thể nghĩ đến đây cô không thể chịu đựng được nữa mang thân thể của ngươi lại đây ta tin tưởng ngươi đã mất đi thực lực đế cảnh rồi mục dĩ tuyết giận dữ gầm lên linh hồn của nàng hóa thành hắc khí lao về phía an miêu lăng bây giờ ngươi chỉ là một kẻ yếu đối nếp bàn cảnh mà thôi ngoan ngoãn giao cơ thể của ngươi lại đây tránh ta làm tổn thương nó an miêu lăng trực tiếp lấy ra thanh băng ly kiếm kiếm ý của băng ly kiếm phun ra một đòn chặt đứt hắc khí hai người đánh nhau vang dội từ mặt đất lên tới bầu trời cả khu rừng dường như bị phá hủy hắc khí va chạm với thanh kiếm đều trực tiếp bị tách ra sau đó lại ngưng tụ thành thánh hồn thanh kiếm mà vẫn luôn giúp ngươi ngăn cản công kích của ta là đế binh đúng không mục dĩ tuyết trên mặt lộ ra nụ cười mê người theo như cô biết rất nhiều người có quyền lực trong vương quốc đều không có binh khí cấp đế, nếu có đế binh có thể thách thức người có cấp độ cao hơn mình. Hôm nay quả thật là một ngày may mắn đối với ta, không chỉ có được thân thể thiên phú tuyệt đỉnh, lại có thêm một cực phẩm đế binh tuyệt thế. Nữ đế ngoan giơ tay chịu trói đi, cho dù ngươi có đế binh thì sao? Lấy thực lực niết bàn cấp 3 của ngươi, căn bản không phát huy được bao nhiêu uy lực." Mục Dĩ Tuyết nói dứt lời, các đoàn công kích của Mục Dĩ Tuyết trở nên nhanh hơn, hung hãn hơn. An Miêu Lăng chống đỡ khá vất vả, chém đứt hắc khí Miêu Lăng nói lớn: đừng đùa nữa, ngươi chẳng qua chỉ là một hồn phách thánh cảnh mà thôi. ngươi đừng quên nguyên tắc của bí cảnh này là hạn chế sức mạnh của người ngoài. tu sĩ vượt qua nếp bàn cảnh nếu vào trong đây thì bắt buộc phải phong ấn tu vi, ngươi cũng không ngoại lệ. vừa nói miêu lăng vừa tấn công mục dĩ tuyết. trên mặt mục dĩ tuyết lại hiện lên nụ cười đắc ý tiếp lời an miêu lăng. ngươi nói rất đúng lý thuyết, nhưng bất cứ quy tắc nào cũng có lỗ hổng và bí cảnh tư giao này cũng không ngoại lệ. lời vừa dứt khuôn mặt của mục dĩ tuyết đã nứt ra để lộ ra dung nhan cực kỳ đáng sợ chưa dừng lại đó một khí tức đáng sợ bộc phát đánh về phía miêu lăng ở phía xa sau lưng mục dĩ tuyết huyễn hóa ra một con nhện khổng lồ miêu lăng trong mắt căn cứng vì nàng phát hiện thực lực mà mục dĩ tuyết phát ra đã là bán thánh cảnh một giây sau mục dĩ tuyết lập tức biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện ngay sau lưng miêu lăng mục tuyết âm trầm nói nói chính xác thực lực của ta là bán thánh sắp đột phá đến thánh cảnh miêu lăng phát hiện khi này cơ thể mình hoàn toàn không thể di chuyển ôm chặt lấy miêu lăng từ phía sau mục dĩ tuyết giọng rượu tràng đầy hương phấn nói nhiều năm như vậy cuối cùng ta cũng có thể báo thủ. Thân thể của ngươi từ nay về sau sẽ là của ta. Ngươi có biết không để có sức mạnh vượt qua nếp bàn cảnh, để sử dụng trong bí cảnh này, ta đã trải qua vô vàn cay đắng. Mục dĩ tuyết nhớ lại khung cảnh mình khi xưa, bằng nghị lực phi thường, cùng với chấp niệm trả thù không thể buông bỏ. Nàng ta đã cố níu giữ linh hồn mình và vượt qua sự phong ấn tu vi trong bí cảnh để giết và chiếm lấy thân thể của con yêu nhện. Mục dĩ tuyết siết chặt lấy cổ miêu lăng chuẩn bị đoạt lấy thân thể của nàng. Khi này, Miêu Lăng dùng hết sức đụng vào lệnh bài thời không mà Tần Thiên cho nàng trước khi đi vào bí cảnh, để triệu gọi hắn khi có tình huống khẩn cấp. Khi này, Tần Thiên đang đi thì dừng lại, dường như đã cảm nhận được cái gì đó, ánh mắt đầy kích động mà dừng lại. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.